Lý Công Uẩn. Một đêm mưa to gió lớn, sư Lý Khánh Văn, trụ trì chùa Ứng Tâm, có tên nôm là chùa Dặn, đang nằm ngủ thì mơ thấy có người lai gọi bảo mau ra đón hoàng đế. Ông trở dậy ra xem thì thấy một thiếu phụ vừa sinh một em bé bên cổng chùa. Nhà sư đưa tay đỡ đứa trẻ thì bà chút hơi thở cuối cùng. Mưa cũng vừa tạnh, trời đang tối đen bỗng sáng bừng như có hào quang tỏa quanh cậu bé. Cậu được nhà sư đem vào chùa nuôi, lấy họ mình đặt tên cho là Lý Công Uẩn. Được sự dưỡng dục của sư Lý Khánh Văn, Uẩn tiến bộ rất mau chóng. 4 tuổi đã nhận được mặt chữ, 10 tuổi thuộc lòng kinh Phật. Đến khi cảm thấy không còn gì để dạy cậu nữa, sư Khánh Văn gửi cậu đến chùa Lục Tổ cho theo học thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư là bậc cao tăng, cũng như sư Khánh Văn, thiền sư thương Uẩn như con. Nhận thấy ở cậu những tài năng xuất chúng, ông dồn hết tâm sức truyền thụ cho cậu những sở học của mình, đồng thời chuẩn bị để người đệ tử sau này gánh vác công việc quốc gia. Năm Lý Công Uẩn đến tuổi trưởng thành, sư Vạn Hạnh đưa chàng đến kinh đô Hoa Lư dự cuộc thi tuyển chỉ huy quân cấm vệ. Lý Công Uẩn đỗ đầu. Chàng được vua Lê trọng phụng, dần dần trở thành một võ tướng quan trọng trong triều, đứng đầu Tứ Xương Quân, lực lượng bảo vệ hoàng thành. Ông được phong điện tiền chỉ huy sứ. Lê Đại Hành mất, Lê Long Đĩnh giết anh là Lê Long Việt để cướp ngôi. Ông sai đặt thi hài anh ở giữa sân để uy hiếp quần thần. Các quan quỳ mọp trước sân rồng, không ai dám có ý gì. Riêng Lý Công Uẩn tiến thẳng đến bên thi hài Long Việt, bế xốc lên, rồi đem đến đặt trước chiếc ngai mà Long Đĩnh đang ngồi. Vừa vái, vừa khóc tỏ lòng tiếc thương. Trước hành động nghĩa khí đó của viên điện tiền chỉ huy sứ, vua quá bất ngờ, chỉ biết phẩy tay nói, bãi triều. Hôm sau, trái ngược với sự dự đoán của mọi người, Lê Long Đĩnh xuống chiếu, thăng chức vượt cấp cho Lý Công Uẩn làm điện tiền chỉ huy sứ tả thân vệ, đồng thời ra lệnh an táng Long Việt theo đúng nghi thức. Lê Long Đĩnh là một ông vua bạo ngược, ông sống thác loạn, nên khi lâm triều phải nằm trên giường, vì thế còn gọi là Lê Ngoại Triều. Từ quan trí dân đều bất bình, chỉ mong có một sự đổi thay. Quan tri hậu Đào Cam Mộc, vị đại thần có quyền lực nhất trong triều, có ý muốn tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Cuối tháng 11 năm Kỷ Dậu 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Quan tri hậu lập tức cho nghị triều. Trước đông đủ văn võ báo quan, ông thông báo tiên đế đã băng hà, rồi nói rõ ý định đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Cả triều đình đồng thanh hô vạn tuế. Trong lúc ấy thì Lý Công Uẩn đi dẹp xong loạn ở vùng Hội Quan Tam Điệp, về đến cách Hoa Lư vài dặm. Ông được quan quân triều đình ra nghênh đón và báo tin hoàng đế Lê Long Đĩnh đã băng hà. Đất nước không thể một ngày không có vua, triều đình cùng đồng lòng tôn ông lên ngôi. Mùa xuân năm Canh Tuất 1010, Lý Công Uẩn, vị thái tổ nhà Lý, chính thức đăng quang, lập nên một triều đại hiển hách trong lịch sử, kéo dài 216 năm.